Nếu như màn ảnh Hoa ngữ tháng 10 là sân chơi riêng của hai bộ phim cổ trang với đề tài mới lạ là Vi Hữu Ám Hương Lai và Điền Canh Kỳ, thì tháng 11 tới đây màn ảnh Hoa ngữ hứa hẹn sẽ chứng kiến một bữa đại tiệc các bộ phim ngôn tình hiện đại với nhiều tác phẩm hay sẽ lên sóng trên các nền tảng. Cùng Cbiz Phim điểm qua 5 bộ phim ngôn tình hiện đại đang được mong đợi nhất ở thời điểm hiện tại nhé! Tôi muốn đi ngược gió của Cung Tuấn và Trung Sở Hy. Tôi muốn đi ngược chiều gió được phát sóng từ ngày 30 tháng 10. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vị Tái, do Cung Tuấn và Trung Sở Hy đảm nhận vai chính. Ngoài ra còn có sự tham gia của các diễn viên như Ngô Tuyên Nghi, Cao Chí Đỉnh, Ngụy Chiết Minh, Trương Thần Quang, Lưu Bội Kỳ. Phim kể về quá trình hồi sinh của một thương hiệu thời trang nội địa dưới tác động của nền kinh tế thương mại điện tử. Câu chuyện xoay quanh nữ chính tên Giang Hồ, do Trung Sở Hy thủ vai. Cô là con gái chủ tịch một tập đoàn thời trang lớn trong nước. Vừa xinh đẹp lại thông minh và mạnh mẽ, nhưng vì được gia đình bao bọc và chiều chuộng từ nhỏ, nên tính cách của Giang Hồ có phần hơi kiêu ngạo. Thế rồi biến cố ập đến với gia đình của Giang Hồ, khiến cuộc sống đang rất trọn vẹn của cô sụp đổ. Giang Hồ không chỉ mất đi người cha yêu quý, mà ngay cả công ty do chính tay cha cô dày công xây dựng cũng tiêu tan từ đó. Với quyết tâm muốn cứu lấy công ty của gia đình, Giang Hồ quyết định hợp tác cùng nam chính Từ Tư, do Cung Tuấn thủ vai, một nhà đầu tư trẻ tuổi vừa trở về từ Hồng Kông. Từ Tư vốn đã quan tâm đến thương hiệu thời trang Đằng Nhạc từ khá lâu, nên anh đã nhanh chóng đồng ý đầu tư cho cô. Sau đó, cả hai bắt tay với nhà thiết kế Hướng Kỳ, cùng nhau xây dựng một thương hiệu thời trang mới. Lúc mới đầu, Giang Hồ và Từ Tư do có quan điểm kinh doanh khác nhau nên không mấy hòa hợp. Sau đó, cả hai dần tìm được tiếng nói chung, rồi bắt đầu con đường phát triển kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và dần thu được quả ngọt. Trong quá trình gây dựng sự nghiệp gian nan, cả hai từ chỗ những người cộng sự đồng hành cùng nhau đã dần nảy sinh tình cảm và dành cho nhau một tình yêu sâu sắc. Ngay từ lúc vừa công bố dàn diễn viên đến khi chính thức ghi hình, Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió đã liên tục trở thành tâm điểm của sự chú ý. Sự hợp tác mới mẻ của Cung Tuấn và Trung Sở Hy nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của khán giả. Đặc biệt, đây còn là dự án đánh dấu sự trở lại của Cung Tuấn ở thể loại phim đô thị hiện đại. Sau hàng loạt dự án cổ trang trong 2 năm gần đây, vì vậy bộ phim này đang nhận được rất nhiều sự mong đợi của khán giả. Được biết, trong phim Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió sẽ có rất nhiều phân cảnh tình bể bình của nam nữ chính, những cảnh hôn mãnh liệt mà cả hai chắc chắn sẽ khiến khán giả phải cảm thấy dần dần và quán quéo. Nếu bạn đã đau lòng quá nhiều vì thời gian qua màn ảnh Hoa ngữ toàn là những tác phẩm ngược hay có kết thúc mở, thì đừng bỏ qua bộ phim Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió nhé! Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ. Ở thời điểm hiện tại, Dĩ Ái Vi Doanh đang là bộ phim tình cảm hiện đại được các mọt phim Hoa ngữ mong đợi nhiều nhất. Ngoài nguyên nhân chính đến từ màn kết hợp của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, nội dung phim cũng là một điểm thu hút khán giả. Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Trêu Nhầm của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim kể về câu chuyện tình yêu của nữ phóng viên kinh tế Trịnh Thư Ý và anh chàng tổng tài Thời Yến. Nam chính Thời Yến, do Vương Hạc Đệ thủ vai, là tổng tài của ngân hàng Minh Dự Vân Sang, vừa đẹp trai lại nhiều tiền, nhưng không vì có bối cảnh gia đình lớn mạnh mà ngồi yên hưởng thụ. Anh đã vượt qua giới hạn và định kiến của dư luận, tự mình kinh doanh và gây dựng sự nghiệp riêng. Còn nữ chính Trịnh Thư Ý, do Bạch Lộc thủ vai, là một nữ phóng viên tài giỏi của tạp chí tài chính, kinh tế. Nhưng bởi vì ngoại hình xinh đẹp mà Trịnh Thư Ý thường xuyên bị mọi người coi là bình hoa di động, cũng như xem nhẹ tài hoa và sự chuyên nghiệp của cô. Thế nhưng, cô đã dùng ngồi bút sắc bén để chứng minh cho năng lực thật sự của mình. Một lần nọ, Trịnh Thư Ý được sếp trao cho cơ hội vàng để phỏng vấn anh chàng tổng tài Thời Yến, người đang nổi lên như một ngôi sao sáng trong giới tài chính, ngân hàng ở Giang Thành. Nếu buổi phỏng vấn thành công, sự nghiệp của Thư Ý nhất định sẽ có thăng tiến vượt bậc. Vì để có thể phỏng vấn được Thời Yến, Trịnh Thư Ý đành phải bỏ lỡ buổi hẹn hò với bạn trai của mình. Thế nhưng, dù cô có chờ đợi cả buổi tối thì cũng không thể gặp được Thời Yến. Một ngày tồi tệ tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, thì Trịnh Thư Ý lại tiếp tục phát hiện ra người yêu của cô đã phản bội cô, để chạy theo một cô nàng tiểu thư giàu có, được cho là cháu gái của tổng tài Thời Yến. Lấy nỗi đau làm động lực, Trịnh Thư Ý dồn hết sức lực vào công việc, cố gắng viết ra nhiều bài viết hay để trở thành phó chủ biên của tạp chí. Đồng thời cô nàng còn vạch ra một kế hoạch táo bạo khác nữa, cô nàng sẽ đi quyến rũ cậu út Thời Yến của Tiểu Tam, khiến cho tên người yêu cũ bội bạc và Tiểu Tam bị vả mặt và phải gọi cô một tiếng mợ út. Sau nhiều lần tiếp xúc, Thời Yến nhận thấy được năng lực, sự thông minh và kiên nhẫn của Trịnh Thư Ý. Còn Trịnh Thư Ý thì lại bị thu hút bởi sự quyết đoán, bản lĩnh và cả nhan sắc của Thời Yến. Họ dần dần bị đối phương thu hút và nảy sinh tình cảm với nhau. Giữa lúc tình yêu của đôi trẻ đang nảy nở, thì Thư Ý phát hiện ra mình nhận lầm người, Thời Yến mà cô biết không phải là cậu út của Tiểu Tam. Về Thời Yến, anh chàng cũng nhận ra mình đã bị Trịnh Thư Ý lợi dụng để trả thù người yêu cũ. Tuy mọi thứ bắt đầu bằng sự hiểu lầm,
nhưng tình yêu mà Thời Yến và Trịnh Thư Ý dành cho nhau lại rõ ràng như ban ngày. Cuối cùng cả hai quyết định bỏ qua những điều không vui, cùng nhau tạo nên một tình yêu nồng nhiệt của cả hai. Rất nhớ anh của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã. Rất nhớ anh được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo. Đây là bộ phim tiếp theo của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã sau sự thành công của Trường Tương Tư cũng như Vi Hữu Ám Hương Lai. Đặc biệt, rất nhớ anh còn là bộ phim ngôn tình ngọt ngào đầu tiên trong sự nghiệp của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã. Rất nhớ anh kể về câu chuyện tình nhẹ nhàng và ngọt ngào, giống như làn gió mùa thu giữa Mạc Thanh Thành do Đàn Kiện Thứ đảm nhận và Cố Thanh do Châu Dã đảm nhận. Nam chính Mạc Thanh Thành là một bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai, nhưng ít ai biết rằng anh cũng chính là đại thần Thương Thanh Tử, một diễn viên lồng tiếng anime, kiêm ca sĩ của dòng nhạc cổ phong, vô cùng nổi tiếng trên mạng. Mạc Thanh Thành sở hữu một giọng nói mê hoặc lòng người, nên có rất nhiều người hâm mộ chất giọng của anh. Bất ngờ là, một người được mệnh danh là có giọng nói của thiên thần, khiến cả trăm nghìn người si mê như Thương Thanh Tử lại bị quyến rũ bởi giọng hát trong trẻo của một cô gái chuyên cover những bài hát trên mạng có tên tài khoản là Thanh Thanh Mạn. Nữ chính Cố Thanh chỉ là một sinh viên bình thường, có sở thích cover và phối âm lại các ca khúc cổ phong. Từ rất lâu, Cố Thanh đã vô cùng mê mẫn chất giọng siêu cuốn hút của Thương Thanh Tử, nhưng cô lại không hề biết rằng, người mà cô thầm thương trộm nhớ, Mạc Thanh Thành, cũng rất yêu thích giọng hát của cô và ngưỡng mộ cô rất nhiều. Để làm quen với cô nàng Thanh Thanh Mạn, đại thần Thương Thanh Tử đã chủ động nhấn theo dõi cô nàng trên mạng xã hội và còn mời cô hợp tác để phối khí cho bài hát mới của anh. Để rồi, chuyện tình của Cố Thanh và Mạc Thanh Thành cứ thế mà bắt đầu, nhẹ nhàng, bình dị và cũng sâu lắng. Mạc Thanh Thành đã chủ động tiếp cận Cố Thanh từ trên mạng đến ra ngoài đời, chậm chậm đưa cô vào thế giới của mình, cũng như bước vào cuộc sống của cô. Nếu bạn đã từng say mê với những bộ phim ngôn tình chuyển thể từ truyện của Mạc Bảo Phi Bảo như Cá Mực Hầm Mật, Thân Ái Chí Ái, Châu Sinh Như Cố hay Một Đời Một Kiếp, thì bộ phim lần này chắc chắn cũng sẽ không làm cho bạn phải thất vọng. Với rất nhớ anh, Mạc Bảo Phi Bảo một lần nữa đã đưa tình yêu trở về đúng nghĩa nguyên bản nhất của nó, ngọt ngào như mật, với câu chuyện tình đẹp như mơ của Mạc Thanh Thành và Cố Thanh. Sự kết hợp của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã trong phim cũng được nhận xét là đẹp đôi và ăn ý. Với nhiều khoảnh khắc tương tác ngọt ngào và tình cảm, đối với phim ngôn tình thần tượng thì đây chính là một điểm cộng rất quan trọng. Rất nhớ anh hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một chuyện tình siêu ngọt ngào, siêu bùng cháy. Ly Tâm Lực hay Trịch Quỹ Đạo của Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất. Cái tên tiếp theo trong danh sách là bộ phim Ly Tâm Lực của bộ đôi sao trẻ Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất. Đây là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Trịch Quỹ Đạo của tác giả Bris. Bộ phim dự kiến sẽ được chiếu trên nền tảng Youku trong tháng 11 này. Ly Tâm Lực có nội dung xuyên không đầy thú vị khi mà nhân vật nữ chính Giang Hiểu Viện do Lưu Hạo Tồn đảm nhận. Vốn là một thiên kim tiểu thư giàu có, nhưng bỗng chốc cô lại bị đưa tới một không gian song song hoàn toàn xa lạ. Tại đây, cô chỉ là một con người bình thường với hai bàn tay trắng. Vì thế, Giang Hiểu Viện phải tìm cách để trưởng thành và thích nghi. Trong quá trình đó, cô nhận được sự giúp đỡ từ nam chính Kỳ Liên do Lâm Nhất đảm nhận. Nếu nhìn bề ngoài, Kỳ Liên chỉ là một ký giả bình thường. Nhưng anh lại biết về không gian song song và nguyên nhân nó tồn tại. Một chi tiết khá thú vị trong phim chính là nữ chính xuyên không từ năm 2025 về 7 năm trước, gần đúng với khoảng thời điểm lệnh cấm đối với dòng phim xuyên không được Quảng Điện ban hành. Điều này cũng gây nên sự bất ngờ và thích thú cho khán giả đang mong chờ phim. Điểm sáng lớn nhất của bộ phim có lẽ là nhan sắc đỉnh cao của cặp đôi chính Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn. Tạo hình Kỳ Liên của Lâm Nhất trong phim được đánh giá khá cuốn hút, làm nổi bật được thế mạnh chiều cao và diện mạo điển trai của nam diễn viên. Tạo hình của Lưu Hạo Tồn trong phim cũng được cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc vừa mang phần thanh thuần, trong trẻo, lại vừa lung linh, huyền ảo của cô nàng. Đây cũng là dự án quan trọng với Lưu Hạo Tồn, có thể giúp nữ diễn viên lấy lại thiện cảm của khán giả sau nhiều lùm xùm về đời tư, phát ngôn. Từ những video ghi lại cảnh diễn của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn trong Ly Tâm Lực trước đây có thể thấy, cặp đôi đã có những cảnh quay vô cùng lãng mạn, ngọt ngào. Sự chênh lệch chiều cao của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn cũng được đánh giá đúng chuẩn cặp đôi ngôn tình xé sách bước ra. Các khán giả cũng để lại nhiều bình luận tích cực khen ngợi khả năng tương tác cũng như sự đẹp đôi của hai diễn viên. Người tình hệ chữa lành của La Vân Hy và Trương Nhược Nam. Người tình hệ chữa lành hay Khi tình yêu gặp được Darwin là một bộ phim hiện đại lấy chủ đề về đề tài y khoa. Được cải biên dựa trên tiểu thuyết Người chữa lành của Tranh Vũ Yên do La Vân Hy và Trương Nhược Nam diễn chính. Người tình hệ chữa lành kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của Cố Vân Tranh do La Vân Hy thủ vai và Tô Vi An do Trương Nhược Nam thủ vai. Cố Vân Tranh là một thiên tài y khoa chuyên về giải phẫu thần kinh. Anh hiện là trưởng đoàn y tế của Bệnh viện Hoa Nhân ở Châu Phi, cũng là phó giáo sư phẫu thuật thần kinh trẻ tuổi nhất ở Trung Quốc.
Cố Vân Tranh vừa anh tuấn vừa có năng lực xuất sắc, nên luôn là người thầy hướng dẫn mà nhiều sinh viên ngưỡng mộ. Còn nữ chính Tô Vi An không chỉ là một thông dịch viên đơn thuần trong đoàn bác sĩ tình nguyện, mà cô còn là một sinh viên y khoa nổi bật trong lứa thế hệ của mình. Biết rằng bản thân mang theo căn bệnh di truyền Huntington, chỉ có thể sống 10 đến 20 năm nữa, nên Tô Vi An đã đi khắp thế giới, đến tận châu Phi xa xôi để làm tình nguyện và cũng đã nhiều lần liều mình cứu người. Tại đây cô gặp Cố Vân Tranh, cả hai nảy sinh tình cảm sau nhiều lần gặp gỡ, rồi kết hôn và sinh con. Tuy nhiên, hạnh phúc không được bao lâu thì Tô Vi An không may qua đời trong một cuộc thí nghiệm lâm sàng để chữa bệnh Huntington. Cuối cùng, thân xác của Tô Vi An được hiến tặng cho viện nghiên cứu, đúng như ước nguyện của cô. Chuyện tình yêu của cả hai khiến mọi người rung động bởi câu nói đầy bá đạo, bao hàm tất cả tình yêu. Sự dịu dàng và che che của Cố Vân Tranh dành cho Tô Vi An, "Tô Vi An em không cần phải có tương lai, bởi vì anh chính là tương lai của em." Nhưng nó cũng khiến người ta day dứt khôn nguôi khi kết thúc bằng câu thoại đau lòng của Cố Vân Tranh. "Tôi và vợ từ biệt nhau lần này, sẽ chẳng còn có thể gặp lại được nữa, từ nay về sau, chỉ có thể tái ngộ trong giấc mộng mà thôi." Người yêu hệ chữa lành hay khi tình yêu gặp được Gia-win có tổng cộng 38 tập, dự kiến sẽ phát sóng trong khung giờ vàng trên CCTV8 và phát sóng online trên Youku kể từ ngày 2 tháng 11. Bạn đang mong chờ bộ phim nào nhất trong mùa phim ngôn tình hiện đại của tháng 11 này? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé! Và nếu cảm thấy video này thú vị thì hãy bấm like video này cho mình với nhé! Cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh để xem thêm nhiều video mới hấp dẫn khác. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!